Vùng lưu vực Địa Trung Hải được con người cư trú và khai phá từ hơn 8.000 năm trước. Vì vậy, các vùng rừng rậm và đất rừng ở đây đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, những khu rừng này vẫn nằm trong số những nơi đa dạng sinh học nhất hành tinh. Từ vùng đầm lầy tới các dãy núi cao, từ những rừng sồi tới các rừng thông trên núi, tất cả là nơi cư ngụ của hàng nghìn loài động thực vật khác nhau, tương tác với nhau trong suốt vòng đời sinh trưởng của chúng. Và mỗi loài đều có cho mình một câu chuyện riêng. Những câu chuyện về rừng Địa Trung Hải. Những cánh rừng ở vùng Địa Trung Hải là môi trường sống lý tưởng cho một loài động vật bí ẩn. Chúng có thị lực kém, nhưng lại có khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén, rất phù hợp để sống trong rừng. Loài động vật này chính là lợn rừng. Lợn rừng không dễ dàng bị lộ diện. Chúng luôn tìm kiếm các bụi rậm để lẩn tránh những cặp mắt tọc mạch. Cơ thể chúng được phủ một lớp lông cứng, vừa dài vừa thô, có màu nâu hoặc màu đen. Như vậy, chúng mới không bị chú ý giữa thảm thực vật xung quanh. Lợn rừng là loài động vật có vú dễ dàng thích nghi với bất cứ hệ sinh thái nào. Chúng chỉ thích những thảm thực vật dày để dễ ngụy trang, có đủ nước và thức ăn cho chúng. Nước không chỉ được chúng dành để uống mà còn để tắm. Lợn rừng rất thích tắm trong những vũng lầy nào càng nhiều bùn càng tốt. Sau khi tắm xong, chúng thường thoải mái cọ mình vào những thân cây thô ráp. Với cái cổ mập mạp, bốn chân ngắn ngủn và khứu giác tuyệt vời, chúng có thể đánh hơi thấy thức ăn ở dưới lòng đất. Nấm, quả sồi, rễ cây, côn trùng và các sinh vật nhỏ chính là những món ăn ưa thích của chúng. Và chúng có thói quen ăn uống khá vô độ. Với hình thể cực kỳ khỏe mạnh và sức chống chịu tốt, chúng được mệnh danh là chiến binh mặc áo giáp của khu rừng. Khi lợn rừng còn nhỏ, chúng được mẹ chăm sóc, bảo vệ và che giấu rất cẩn thận. Những sọc dài chạy dọc trên thân lợn rừng con cho phép chúng ngụy trang hoàn hảo giữa thảm thực vật trong rừng. Tuy nhiên, dù có lớp ngụy trang xuất sắc này, chúng vẫn cần phải ý thức về những hiểm họa của khu rừng. Và không phải lợn rừng con nào cũng sống sót tới khi trưởng thành. Lợn rừng con là con mồi hoàn hảo đối với đại bàng, sói và cáo. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là hai anh em lợn rừng.
sống trong khu rừng ven địa Trung Hải ở phía nam châu Âu. Chúng là hai con non còn sống sót từ đàn lợn được sinh ra năm nay. Nhưng lúc này, dù chỉ mới hơn 6 tháng tuổi, chúng tận hưởng cuộc sống yên bình và lặng lẽ, bên cạnh nhiều loài động vật khác cùng chung môi trường sống. Với thói phàm ăn như vậy, những con lợn rừng của chúng ta đã nặng gần 20 kg, và càng lớn, chúng sẽ càng có ít kẻ thù. Với kích thước này, chỉ có sói là có khả năng đọ được với chúng. Nhưng thật may cho những con lợn rừng, sói không thích tới thăm góc khuất lặng lẽ này của khu rừng. Vào cuối tháng 9, chúng ta bắt đầu cảm nhận được mùa thu tới. Nhiều cây cối và bụi cây thay màu lá. Cánh rừng được nhuộm trong màu đỏ và vàng. Trái cây bắt đầu chín. Thức ăn dồi dào như thế, chẳng việc gì phải lãng phí thời gian. Chúng phải ăn càng nhiều càng tốt để tích trữ năng lượng vượt qua mùa đông lạnh giá. Vào thời điểm này trong năm, hưu đực cảm nhận được rằng hưu cái đã sẵn sàng giao phối, màn tranh đấu bắt đầu. Những con hưu đực cứ điên cuồng chạy đi chạy lại đã thu hút sự chú ý của một trong hai con lợn rừng, bởi nó chưa bao giờ thấy đám hưu ồn ào như vậy. Khi mặt trời lặn, lợn rừng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Chúng thích ban đêm hơn ban ngày, ngay cả khi ban đêm ở đây đang ngày càng lạnh hơn. Tiếng sống của hươu vang vọng trong đêm tối. Hươu đực trưởng thành phát ra những âm thanh khàn đặc trưng nhằm thu hút hươu cái và thể hiện sức mạnh cũng như sự vượt trội của chúng trước những con hươu khác. Những con hươu đực to lớn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chúng khỏe mạnh và đã chờ đợi thời điểm này suốt cả năm. Còn hươu cái thì đang trổ mã và sẵn sàng giao phối. Căng thẳng gia tăng, và giờ chúng bắt đầu lao vào húc nhau trong bóng tối. Những con hươu chiến thắng, khỏe mạnh nhất sẽ giao phối với nhiều con cái hơn. Không gì có thể dừng cuộc chiến,
kể cả sương mù đang dần xâm chiếm khu rừng. Sau một đêm kiệt sức, vào sớm mai, cuộc chiến dần hạ nhiệt và một trong hai con đực đầu hàng vì quá mệt. Có vẻ chúng ta đã có người chiến thắng. Sương mù dần tan, mở ra lãnh thổ mà con hươu đực thống lĩnh mới có được. Giờ công việc của nó là tập trung vào việc tập hợp đàn hươu cái mà nó đã tốn nhiều công sức chinh phục. Nó rất cảnh giác vì nó không muốn bỏ sót bất cứ con hươu cái nào. Một số con đực có thể tập hợp những đàn lên tới 50 con cái. Con hươu đực nhận thấy một con hươu cái đang di chuyển quá xa khỏi đàn. Nó sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nó đứng chắn đường và buộc con hươu cái phải quay lại đàn. Con đực bị hạ bệ rút lui sau khi nhìn lại lần cuối lãnh thổ cũ của nó và đàn hươu cái đã rơi vào tay đối thủ. Dù tranh chấp giữa những con hươu đực không xảy ra đổ máu, nhưng chúng vẫn có thể yếu đi rất nhiều sau vài ngày chiến đấu liên tục. Và con đực này đang bị kiệt sức. Hoàng hôn buông xuống và sự bình yên ngự trị trong khu rừng ven Địa Trung Hải. Một con suối nhỏ là nơi tập trung để dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Và đây là thời điểm lý tưởng cho những loài chim rừng nhỏ uống nước và tắm rửa. Kền kền đen và kền kền khuy phong bắt đầu đổ về từ mọi hướng. Và điều đó chỉ mang đến duy nhất một ý nghĩa, cái chết đang ở gần đó.
Con hươu đực thất bại đã chết. Nó đã chịu đựng nhiều ngày không ăn uống gì và không thể vượt qua tình trạng suy yếu sau vài ngày chiến đấu cật lực. Cái yếu đã chết và đám kền kền có nhiệm vụ giải quyết cái xác. Kền kền bay liệng gần cái xác, nhưng chúng chưa ăn ngay. Có vẻ chúng đang cúng tế cái xác của kẻ chiến binh đã chết. Ngay cả hai con đại bàng đầu nâu cũng tham gia lễ tế. Chúng không dám di chuyển cái xác của con hươu. Số lượng kền kền đông đảo và sự non nớt của chúng khiến chúng phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Cuối cùng chúng quyết định rời đi vì chúng không thể chống lại cả đội quân hùng hậu như vậy. Buổi chiều sắp tàn và đám kền kền đậu trên mặt đất cần tìm một nơi an toàn vào ban đêm vì chúng có thể trở thành con mồi cho kẻ cơ hội nào đó đi ngang qua nếu cứ tiếp tục ở dưới đất. Con nào cũng muốn có chỗ trên hàng đầu trong bữa tiệc ngày mai. Cuộc chiến tranh giành những vị trí tốt nhất diễn ra rất tàn khốc. Trong ánh chiều tà, kền kền giờ đã an toàn trên các ngọn cây nơi chúng chuẩn bị ngủ lại đêm nay. Nhưng đêm nay sẽ khác. Sự yên bình của nơi này sắp bị phá vỡ. Căng thẳng lan tràn trong không gian. Đàn hươu cảm nhận thấy nguy hiểm, và đấy không phải vì con cú đại bàng vừa săn được một con thỏ lơ đễnh. Đó là một nỗi sợ hãi lớn hơn rất nhiều, nỗi sợ từ thời tổ tiên của chúng. Đàn hươu hoảng loạn, bỏ chạy. Điều gì khiến chúng phải chạy trốn vậy?
Đây chính là câu trả lời. Một đàn sói vừa tới lãnh thổ của chúng. Kể từ lúc này, sự bình yên không còn nữa. Không chỉ đối với đàn hươu mà còn đối với tất cả cư dân của khoảng rừng này, bao gồm cả hai con lợn rừng nhỏ. Lúc này, đàn sói đang bận rộn khám phá lãnh thổ mới. Thật may rằng cơn đói của chúng đã được thỏa mãn, thế nên sẽ không có chuyến đi săn nào diễn ra vào tối nay. Bình minh vừa ló dạng, đám kền kền bắt đầu công việc của mình. Việc chúng làm giỏi nhất chính là dọn sạch những xác chết, ngăn bệnh dịch lan truyền sang các loài động vật khác của hệ sinh thái này. Kền kền đánh nhau để tranh giành từng miếng thịt. Khi mạng sống bị đe dọa bởi cơn đói, chúng biến thành những kẻ tranh đấu hung hãn. Những con kền kền bắt đầu ăn trước tiên, giờ đã no bụng. Chúng nhường cái xác hươu cho các thực khách mới. Chúng chuyển sang rửa lông cánh. Giữ cho bộ lông luôn sạch sẽ, gọn gàng là điều cực kỳ quan trọng đối với sự sinh tồn của chúng. Nhưng có một phần cơ thể mà chúng không thể với mò tới, và lúc này chúng cần giúp đỡ lẫn nhau. Trong lúc vài con đang thư giãn và thong thả rửa lông, những con khác tới và bắt đầu tranh chỗ để có thể ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả những kẻ mới đến dự tiệc đều là kền kền. Từ trên không, con đại bàng đầu nâu quan sát cuộc chiến khốc liệt diễn ra dưới mặt đất, và trước khi lao xuống ăn tiệc, nó chọn đánh giá tình hình trước. Với trọng lượng chỉ hơn 3 kg, nó phải đối mặt với những con kền kền hung hăng có thể nặng gấp 3 lần nó. Đó là một cuộc chiến rất không cần sức, và nó quyết định đi chỗ khác kiếm ăn. Toàn bộ màn kịch tính diễn ra xung quanh cái xác, còn thu hút cả một con đại bàng vàng. Những thợ săn đáng gờm như đại bàng không từ chối ăn xác thối, vì đây là thức ăn dễ kiếm mà không tốn nhiều sức lực. Đại bàng vàng có thể nặng tới 6 kg, gấp đôi đại bàng đầu nâu, và khả năng đi săn siêu việt cho phép chúng sẵn sàng đối đầu với kền kền để giành thức ăn. Đại bàng vàng nhìn thấy cơ hội và quyết định chớp lấy. Nhưng nó không định tranh giành cái xác.
nếu chỉ có vài đối thủ, nó sẽ chẳng ngần ngại lao xuống và chiến đấu. Tuy nhiên, số kền kền đông đảo cũng như sự hung hãn do cơn đói của chúng gây ra khiến nó quyết định không bay xuống. Nó không muốn mạo hiểm để rồi bị thương. Nó chấp nhận tận dụng những mẩu thịt nhỏ rơi vãi gần cái xác. Với những người hàng xóm ồn ào, hung hăng như vậy, con đại bàng vàng lấy thức ăn rồi quyết định tìm kiếm nơi yên tĩnh hơn để nhấm nháp. Mùa thu tiếp tục trôi qua, lá cây rụng xuống để lại những cành cây khẳng khiu trụi lá. Trong khoảng rừng được bảo vệ, nơi các con lợn rừng lẩn trốn, chỉ còn lại cây cối và bụi cây trơ trụi, việc lẩn trốn trở thành một thách thức khó khăn. Và lúc này, chúng cần trốn khỏi những kẻ săn mồi hơn bao giờ hết. Những con sói đang ở gần đó. Từ xa trên đỉnh núi, một âm thanh chói tai vang dội giữa những vách núi dốc đứng. Đó là vương quốc của loài dê rừng Iberia. Hai con dê đực to lớn đang đọ sức với nhau. Những cuộc tranh đấu như vậy thiết lập thứ bậc rõ ràng, kẻ thống trị thay thế kẻ yếu hơn và kẻ yếu sẽ không được giao phối. Con dê chiến thắng là con dê đực khỏe nhất và nó sẽ giao phối với các con dê cái, truyền lại hệ gen của nó cho thế hệ tiếp theo. Các con còn lại trong đàn nghỉ ngơi thư giãn trên những tảng đá, nơi đem lại cho chúng cảm giác an toàn hơn. Vào giai đoạn này, chúng ta mới thấy dê đực và dê cái ở cùng nhau. Quanh năm, chúng sống tách biệt. Nhưng vào tháng 11, thời điểm mùa sinh sản, chúng sẽ tập hợp lại với nhau.
Dê rừng Iberia thích ăn rêu và địa y mọc trên đá, nhưng chúng cũng ăn nhiều loại thực vật khác, và một trong những món ăn chúng thích nhất chính là cỏ tươi ở các đồng cỏ trên núi cao. Khi chúng rời khỏi nơi cư ngụ trên núi, chúng phải luôn ở cùng nhau vì đây là lúc chúng dễ bị những loài đi săn tấn công nhất. Một con dê cái đang tách xa khỏi đàn. Nó thật bất cẩn và lơ đễnh bởi bạn chẳng bao giờ biết được nguy hiểm có thể xuất hiện ở đâu. Buổi tối mùa thu dễ chịu sắp kết thúc. Đàn dê bắt đầu quay trở lại pháo đài bất khả xâm phạm của chúng trên núi đá. Con dê cái không liên tục giao tiếp với đàn và không nhận ra rằng nó đang di chuyển đi quá xa. Nó vẫn còn mải ăn. Vách núi đá dốc sẽ giữ an toàn cho chúng. Trong đêm tối, không loài săn mồi nào có thể khiến chúng giật mình ở đó. Những con dê đực thống lĩnh kiểm tra xem dê cái đã động dục chưa bằng cách đứng phía sau chúng và thè lưỡi ra. Đồng thời, chúng vảnh đuôi lên để tuyến gần hậu môn có thể phát tán và truyền các chất pheromone tới con cái, thể hiện rằng chúng đã sẵn sàng giao phối. Nhưng có vẻ dê cái vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ những con dê đực chiến thắng mới được giao phối với dê cái. Tuy nhiên, con dê đực non nớt thiếu kinh nghiệm này lại không ngừng cố gắng quyến rũ một con dê cái. Dường như nó không hiểu rằng bây giờ chưa phải lúc, cũng không biết rằng nó không phải kẻ được chọn. Thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục ve vãn cho tới khi nó bị từ chối thẳng thừng. Khi mặt trời lặn và mặt trăng lên cao, nhiều cư dân của khu rừng bắt đầu đi tìm thức ăn. Tất cả chúng đều cần ăn để tồn tại. Vậy nên, đêm nay như mọi đêm sẽ có vài con kiếm được thức ăn và có con sẽ bị ăn thịt. Một trong hai con lợn rừng nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Con dê rừng Iberia bị tách khỏi đàn chính là kẻ đã dọa con lợn rừng. Khi con dê ở gần khu rừng thì trời tối, vì thế nó đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong bụi rậm. Cách vượt qua cú sốc tốt nhất chính là đi tắm thư giãn.
Như lúc này, có một cặp mắt đang dõi theo con lợn rừng, và lần này không phải là con dê rừng. Chỉ bằng một ánh mắt từ con đực đầu đàn, đàn sói biết chính xác phải làm gì và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu chuyến đi săn. Chúng tiến về phía trước mà không gây ra chút tiếng động nào. Chúng phải tận dụng thời cơ khi con lợn rừng vẫn chưa nhìn thấy chúng. Nhưng con lợn rừng nhìn thấy một cái bóng do ánh trăng hắt đến. Đêm nay, đàn sói sẽ đi săn. Vai trò của chúng trong hệ sinh thái rất quan trọng vì chúng kiểm soát số lượng cá thể của những loài ăn cỏ lớn. Không có chúng, hươu, hoãng, dê hay lợn rừng sẽ phá hỏng sự cân bằng tự nhiên của khu rừng. Nhưng con lợn rừng của chúng ta vẫn sống sót. Vậy đàn sói thỏa mãn cơn đói bằng gì? Trong khi đuổi theo con lợn rừng, đàn sói vô tình thấy con dê rừng Iberia trú ẩn trong bụi rậm thay vì trèo lên vách núi. Nhiều ngày trôi qua và thời tiết cũng thay đổi nhanh chóng. Cái lạnh tràn về với trận tuyết đầu tiên. Mùa đông sắp tới và đi cùng với nó là tin xấu. Một trong hai con lợn rừng đã chết. Bệnh dịch có thể đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của bất cứ loài vật nào. Con lợn rừng đã gục ngã trước bệnh lao, căn bệnh ảnh hưởng tới nhiều.